Mẫu cũ đã không còn, mới này có tốt hơn không? Những ai thì không nên bổ sung cái loại tinh chất này thì mọi người hãy dành thời gian đón xem cái video này nhé. Mọi người đang băn khoăn là tinh chất dầu hoa anh thảo này có xuất xứ từ đâu? Sản phẩm này được chiết xuất từ hoa anh thảo. Sản phẩm này là một trong những sản phẩm hot của thương hiệu Blackmore Úc. Trên tay em đang cầm đây là mẫu mới nhất. Các chị có thể theo dõi ở trên màn hình để tiện theo dõi về cái sản phẩm cũ trước kia. Về cái sản phẩm mới này thì nó có trọng lượng là 190 viên và mỗi viên nó chứa đến là 1000 mg tinh chất dầu hoa anh thảo, một hàm lượng khá là cao. Sản phẩm em đang cầm trên tay này thì nó có hạn sử dụng tháng 1 năm 2023 và đây là hàng của Úc nên là có mã vạch là 930. Sản phẩm này là hàng nội địa của Úc nên mọi thông tin ở trên này đều bằng tiếng Anh. Nếu mà sản phẩm nhập khẩu ở Việt Nam thì có thêm tem phụ bằng tiếng Việt. Nhưng mà đa phần là mọi người đều ưa sử dụng cái hàng nội địa của Úc vì là chất lượng của nó vượt trội. Và sản phẩm mà người Úc dùng thế nào thì mình được dùng y hệt như vậy nên là mọi người có xu hướng là thích sử dụng những cái hàng nội địa của quốc gia giống như Nhật cũng vậy. Có những sản phẩm là nhập khẩu vào Việt Nam nhưng mà mọi người lại thích dùng những cái sản phẩm là nội địa, vì là hàng nội địa nó tốt hơn vì người ta sản xuất ra cho công dân của nước người ta sử dụng nên là chất lượng rất là tốt. Sản phẩm này thì có công dụng gì thì rất là nhiều chị đang băn khoăn về cái công dụng của sản phẩm Blackmore này. Sản phẩm này giúp cân bằng nội tiết tố cho chị em phụ nữ, giảm đi những cái triệu chứng khó chịu cái thời kỳ kinh nguyệt, giảm đau bụng trong cái giai đoạn kỳ kinh. Nó giúp cải thiện cái tình trạng là của da, của tóc, đặc biệt những chị em mà bị rối loạn nội tiết, bị những cái tình trạng như là mọc mụn, mụn trứng cá thì sử dụng thấy rất là hiệu quả. Ngoài ra cái sản phẩm này nó không chứa chất béo, không chứa chất phụ da và là hàng nội địa của Úc nên là được rất là nhiều chị em quan tâm. Vậy thì ai nên sử dụng cái sản phẩm này? Thì các chị em biết rằng ấy, các chị em khi bước vào cái thời kỳ kinh nguyệt, cơ thể có những cái rối loạn nội tiết, vì vậy nên chị em là nên sử dụng. Ở cái tầm tuổi 14 trở đi thì đã sử dụng được rồi. Và nhiều nơi là hướng dẫn cho trẻ em sử dụng. Nhưng mà em khuyên là các bé thì không nên sử dụng cái tinh chất dầu hoa anh thảo này. Mà trẻ em thì nên sử dụng những cái sản phẩm bổ sung DHA, canxi để phát triển. Còn cái dòng sản phẩm này thì giúp cân bằng nội tiết nên là phù hợp với những người mà ở độ tuổi dậy thì trở đi, khoảng trên 14 tuổi thì sử dụng là phù hợp nhất. Việc bổ sung sản phẩm này thì nó vừa giúp là cải thiện những cái tình trạng là về da, về tóc, cân bằng nội tiết. Nên là chị em sử dụng bổ sung ngay cho mình một lọ để uống hàng ngày. Sản phẩm tốt như vậy nhưng mà cũng một băn khoăn nữa là sản phẩm này giá khoảng bao nhiêu tiền. Tại sao trên thị trường có những cái sản phẩm là giá rất là rẻ nhưng mà em không review cho các chị? Vì là đa phần những hàng rẻ là hàng kém chất lượng nên là em không muốn là các chị là mất thời gian, mất tiền để tìm những cái sản phẩm không chất lượng để sử dụng. Thì em review cho mọi người, nó là cái thương hiệu của hãng Blackmore, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng về cái dòng thực phẩm chức năng của Úc, thuộc top 1 trên thế giới về những cái dòng thực phẩm chức năng. Giá của nó thì dao động khoảng 500 cho đến 600 nghìn trên một hộp này, tùy từng thời điểm bán, vì là hàng nội địa của Úc nên nó phải phụ thuộc vào tỷ giá. Khi mà hãng người ta lên thì giá sẽ cao, còn khi người ta giảm xuống, tỷ giá giảm xuống thì là giá sản phẩm sẽ về tay các chị sẽ rẻ hơn. Một lọ này là 190 viên mà giá của nó khoảng độ 500 cho đến 600 nghìn. Thì một viên tinh chất dầu hoa anh thảo này các chị sử dụng nó chỉ dao động khoảng độ 3 nghìn một viên. Nên giá cả của nó em đánh giá là rất là phù hợp. Vậy thì uống cái viên này như thế nào cho hiệu quả? Những người dưới 18 tuổi thì nên uống một ngày một viên. Và những người mà trên 18 tuổi thì nên mỗi ngày uống một lần, mỗi lần từ 1 đến 2 viên, hoặc uống 2 lần, mỗi lần một viên. Lưu ý gì khi sử dụng sản phẩm Blackmore tinh chất dầu hoa anh thảo này? Thì những chị mà đang mang thai và đang cho con bú thì không nên sử dụng. Ngoài ra ấy, thì mọi người nên bảo quản cái sản phẩm này ở nhiệt độ thường và không nên bỏ ở trong tủ lạnh. Và cái sản phẩm này thì ở hiện nay ở Việt Nam thì có rất là nhiều nơi bán với nhiều mức giá khác nhau để lựa chọn được sản phẩm chuẩn chính hãng của Úc. Như cái sản phẩm em đang cầm ở trên tay review cho mọi người thì mọi người cần tìm những cái nơi uy tín để mua sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Thì cái video vừa rồi thì em đã review cho mọi người về cái dòng tinh chất dầu hoa anh thảo này rồi. Thì ngoài tinh chất dầu hoa anh thảo ra thì có một số cái dòng sản phẩm của Blackmore, ví dụ như là vitamin E này, cũng được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo. Cái hàm lượng của nó là 670 mg, gấp 3 đến 4 lần vitamin E của Nga.
và sản phẩm này rất là tốt, hàng này cũng hàng nội địa của Úc. Đây là vitamin E 180mg, một hộp này là có 100 viên. Và cái dòng sản phẩm là Omega 3 Fish Oil cũng của hãng Naturmate, được chiết xuất từ cá. Nên là những dòng sản phẩm này rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì các chị có thể tham khảo thêm những cái dòng collagen của Neocell, Zutary. Đây là những cái dòng sản phẩm cũng khá là hot và bên em bán rất là chạy những cái dòng sản phẩm này vì là chất lượng của nó và giá thành của nó rất là hợp lý. Nếu mà bổ sung cho nam giới thì các chị có thể tham khảo thêm cái dòng Blackmore này, Multivitamin, tổng hợp các loại vitamin uống vào sẽ giúp tăng cường sinh lý, bổ sung sức khỏe, giúp cho ăn ngon ngủ sâu. Và đây là những dòng sản phẩm mà các chị có thể là mua cho người thân, nam giới, chồng, người yêu hay là những người thân trong gia đình, rất là phù hợp. Vậy là cái video vừa rồi thì em đã làm review cho các chị về cái tinh chất dầu hoa anh thảo, chia sẻ những cái công dụng về cái sản phẩm này và tại sao nó lại được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng và tìm kiếm ở trên mạng đến vậy. Và cái dòng sản phẩm này thì không chỉ bán ở Việt Nam mà nó bán ở Úc và bán trên toàn thế giới, rất là nhiều người sử dụng, hàng triệu người đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Nếu mà mọi người cần tư vấn chi tiết về cái dòng sản phẩm Blackmore tinh chất dầu hoa anh thảo này hay là những cái dòng sản phẩm khác về collagen hay là vitamin E, chất lượng thì có thể là để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp bên Hoa Beauty, bên em theo số điện thoại là 0985 229900 để được tư vấn cụ thể về các dòng sản phẩm chất lượng, uy tín. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe. Hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.